Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Livestream, và quý vị cũng có thể nghe qua số điện thoại 605-562-4989. Ngày hôm nay, ngày thứ ba, ngày 12 tháng 3, 2019, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại thủ đô Washington trước khi Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay với nhà báo Đào Trường Phúc. Sáng ngày hôm nay thì bầu trời tại thủ đô Washington đã có những cái ánh nắng của buổi sớm mai trong sáng rất là nhẹ nhàng. Nhiệt độ hiện tại một buổi sáng rất là đẹp, thú vị thưa quý vị. Hơi se lạnh, 40 độ là nhiệt độ hiện tại, với gió Tây Bắc thổi nhẹ. Và những ánh nắng này sẽ trở thành những ánh nắng rực rỡ vào buổi trưa của ngày hôm nay, ngày thứ ba. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 53 độ và buổi tối trở lại lạnh, 34 độ. Ngày mai, ngày thứ tư, nhiệt độ sẽ cao hơn, ấm hơn, bầu trời nắng xen lẫn với những áng mây, nhiệt độ cho ngày thứ tư 58 độ tới 60 độ. Vào buổi tối rất là thoải mái cho quý vị có một giấc ngủ rất là ngon, 45 độ cho tối ngày mai. Ngày thứ năm thì thưa quý vị, mặc dù là bầu trời sẽ có rất là nhiều mây, nhưng mà một cái nhiệt độ rất là đẹp cho ngày thứ năm, từ 68 cho tới 70 độ cho ngày thứ năm, và buổi tối của ngày thứ năm 59 độ. Bước qua ngày thứ sáu thì bầu trời âm u, nhiều mây hơn và lại có mưa sấm sét rải rác trong ngày thứ sáu. Nhiệt độ cao nhất của ngày thứ sáu vẫn ở từ khoảng 68 cho tới 70 độ. Và với cái cơn mưa trong ngày thứ sáu, thành thử tối ngày thứ sáu nhiệt độ xuống thấp 45 độ. Hai ngày cuối tuần hiện tại, thưa quý vị, hai ngày thứ bảy, chủ nhật, bầu trời nắng trong sáng, và cả hai ngày cuối tuần nhiệt độ đều ở trên 50 độ và buổi tối cũng khoảng từ 35 cho tới 36 độ. Một ngày thật là nhẹ nhàng, vui và nhiều may mắn thuận lợi sẽ đến với quý vị thính giả trong ngày thứ ba hôm nay. Và ngày hôm nay, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ trước tới giờ, quý vị đã từng nghe cái sự kiện mà bà Nancy Pelosi, bà nói về Tổng thống Donald Trump như thế nào, thì rất là đặc biệt trong ngày hôm nay khi mà bà được phỏng vấn. Tổng thống Donald Trump không đáng cho bên phía đảng Dân Chủ luận tội, và vì sao thưa quý vị? Xin mời quý vị theo dõi bản tin nổi bật nhất trong ngày hôm nay, ngày thứ ba. Justin, House Speaker Nancy Pelosi just spoke to the Washington Post about President Trump and impeachment, and here's what she said, quote, "I am not for impeachment. This is news. I'm going to give you some news right now because I haven't said this to any press person before. But since you asked, and I've been thinking about this, impeachment is so divisive to the country that unless there's something so compelling and overwhelming and bipartisan..." Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi, trong một cuộc phỏng vấn mới đây nhất với lại Washington Post, bà đã nói cho biết rõ ràng cái quan điểm phản đối việc thúc đẩy luận tội đương kim tổng thống, đó chính là Tổng thống Donald Trump, mặc dù bà tin rằng Tổng thống không thích hợp để là người lãnh đạo đứng đầu tòa Bạch Ốc. Đây, thưa quý vị, đó là lần đầu tiên mà bà Pelosi đưa ra một cái tuyên bố dứt khoát về chủ đề này, và tuyên bố khác xa với một số thành viên Dân Chủ, những người mà cũng đang tìm cách để lật đổ Tổng thống. Bà đã cho rằng bà không đồng tình với vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump. Bà dân biểu bên đảng Dân Chủ cho hay, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 6 tháng 3 với Washington Post, thì quý vị cũng đã nghe bà Pelosi nói, this is a news, đây là một tin tức. Tôi trước đây chưa từng tuyên bố điều này với báo chí, nhưng vì quý vị hỏi và tôi đã suy nghĩ về vấn đề này, luận tội sẽ chia rẽ quốc gia, trừ phi có gì đó thật là thuyết phục, thật
là nghiêm trọng và đảng phái phải ủng hộ. Tôi không nghĩ là chúng ta nên theo hướng đó vì đất nước sẽ bị chia rẽ và Tổng thống Donald Trump, ông ta không đáng cho chúng ta phải làm như vậy. Lãnh đạo bên đảng Dân Chủ đã cho rằng bà cũng không tin là Tổng thống Donald Trump ông phù hợp với công việc lãnh đạo của quốc gia. Khi mà bà được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump ông ta có thích hợp làm Tổng thống hay không, bà đã trả lời và bà cũng hỏi lại, chúng ta đang nói về đạo đức, về trí tuệ hay là về chính trị, và anh đang hỏi tôi về mặt nào? Và bà đã nói rằng tất cả những mặt đó à, không, tôi không nghĩ là ông ấy phù hợp. Ý tôi là không phù hợp về mặt đạo đức, không phù hợp về mặt trí tuệ, mặt tham hiểu, biết cũng không phù hợp. Không, tôi trả lời cho anh biết rằng tôi không nghĩ ông ấy thích hợp làm Tổng thống của nước Mỹ. Thưa quý vị, mâu thuẫn giữa Chủ tịch Hạ viện với các thành viên đảng của mình cho thấy bà Nancy Pelosi hiểu rõ việc theo đuổi luận tội Tổng thống impeachment sẽ có những rủi ro về chính trị và có thể tiếp lực cho cử tri bên đảng Cộng Hòa trước bầu cử năm 2020 như thế nào. Tuy nhiên, quan điểm của bà Pelosi chắc chắn sẽ làm phẫn nộ và cũng có những sự chỉ trích từ bên phía bên đảng Dân Chủ của bà, những người vốn đang thúc đẩy thủ tục luận tội về những tranh cãi liên quan đến chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, đó là bản tin nổi bật nhất trong ngày hôm nay mà Lệ Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Và tiếp tục, Lệ Ngọc xin mời quý vị giữ làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington để có những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay. Bản tin kế tiếp liên quan đến công ty Boeing. Thưa quý vị, cổ phiếu của Boeing đã bị tụt dốc rất là mạnh. Thưa quý vị, sụt giảm trong ngày hôm qua. Sự việc xảy ra từ tai nạn của chiếc máy bay M737 MAX 8 của Ethiopia. Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi bản tin này. Two crashes, brand new aircraft, same exact model in less than 5 months, perfect weather. In both cases, you say this is a full-blown crisis for Boeing. Quý vị vừa mới nghe, trong vòng một thời gian rất là ngắn, trong vòng chưa đầy 5 tháng, với một cái thời tiết rất là đẹp mà hai vụ tai nạn đã xảy ra với lại chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8. Do đó, trong ngày hôm qua, thưa quý vị, ngày 11 tháng 3, 2019, với tai nạn của hãng hàng không Ethiopia bị rơi, các nhà điều tra đã tìm ra được cả hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737, làm toàn bộ 157 người trên chuyến phi cơ này đã bị thiệt mạng. Những nạn nhân, trong đó thưa quý vị, có tới 35 quốc tịch khác nhau, trong đó có 22 nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Đây là thảm họa thứ hai trong vòng một thời gian chưa đầy 5 tháng liên quan đến kiểu máy bay mới nhất và cũng là kiểu máy bay bán chạy nhất của hãng Boeing. Hai chiếc hộp đen đã ghi lại những đối thoại trong buồng lái và dữ liệu chuyến bay đã được tìm thấy ngay tại địa điểm của chiếc máy bay rơi, khiến cho các nhiều điều tra viên có mặt tại hiện trường từ ngay chiều của buổi thảm trạng này hy vọng sẽ điều tra được nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Cũng như vụ phi cơ của hãng Lion Air, hãng hàng không Indonesia, bị nạn vào hồi cuối tháng 10 của năm 2018 đã làm cho 189 người bị chết. Máy bay Boeing 737 MAX 8 còn mới tinh của Ethiopian Airlines bị rơi xuống đất, vỡ tan tành chỉ có vài phút sau khi cất cánh. Thế nên, vấn đề an toàn của kiểu máy bay này đang được đặt ra. Tai nạn xảy ra trong cái tình hình thời tiết rất là tốt tại Addis Ababa. Hãng hàng không Ethiopian Airlines có rất là uy tín và phi công kinh nghiệm đã báo cáo gặp một số vấn đề khó khăn và yêu cầu được quay lại nơi xuất phát.
và sau vụ tai nạn của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của Ethiopian Airlines, thì thưa quý vị, như Lê Ngọc đã thưa với quý vị, cổ phiếu của Boeing giảm mạnh sau vụ tai nạn này. Tin từ CBS News cho thấy là Boeing cổ phiếu của họ đã sụt giảm 5,33% giá trị giao dịch ngay trong ngày hôm qua, ngày thứ Hai, sau khi chiếc máy bay 737 MAX 8 bán chạy nhất của công ty đã liên quan đến vụ tai nạn phi cơ ở Ethiopia. Hiện nay, các nước Ethiopia, Trung Cộng, Indonesia đã ngừng sử dụng tất cả những chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 sau khi mà phi cơ của hãng hàng không Ethiopia gặp nạn trong ngày Chủ nhật. Theo tin từ CBS thì cổ phiếu của Boeing đã giảm cho tới 23,53 Mỹ Kim, thưa quý vị. Đó là con số tương đương với gần 5,33%, xuống còn chỉ còn khoảng 400 Mỹ Kim một sen trong phiên giao dịch buổi sáng. Tính đến thứ Sáu thì giá trị của cổ phiếu Boeing tăng gần 1/3 kể từ đầu năm 2019. Và ngay lập tức trong ngày Chủ nhật sau vụ tai nạn này thì quý vị đã nghe, trong ngày thứ Hai, cổ phiếu của Boeing giảm 5,33%. Vào tháng trước đây thì công ty Boeing cho biết là cái dòng phi cơ 737 MAX bao gồm 3 kiểu mẫu khác ngoài phiên bản của MAX 8 là loại phi cơ bán chạy nhất của Boeing. Mẫu phi cơ này đã nhận được một số đơn đặt hàng rất là lớn, thưa quý vị, 5.000 chiếc máy bay MAX 8 do các hãng hàng không quan tâm đến tính năng sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Dù cho tới ngày hôm nay chưa thể nào xác định được nguyên nhân khiến cho chiếc phi cơ của hãng hàng không Ethiopia gặp nạn trong một cái điều kiện thời tiết tốt đẹp, nhưng vụ tai nạn này có nhiều điểm tương đồng với vụ tai nạn của chiếc phi cơ Lion Air năm 2018 đã khiến cho 189 người thiệt mạng sau khi chiếc phi cơ này rơi xuống vùng biển ngoài khơi của Indonesia. Cả hai chiếc phi cơ gặp nạn đó chính là loại kiểu của chiếc máy bay MAX 8. Điều này đã làm dấy lên một mối nghi ngờ về sự an toàn của mẫu phi cơ này, cũng như đã khiến cho các nhà đầu tư lo lắng về tương lai của chiếc phi cơ bán chạy nhất của Boeing. Riêng tờ Wall Street Journal dẫn lời của các nhà phân tích thì cho rằng dòng phi cơ 737 MAX chiếm khoảng 2/3 đơn đặt hàng của công ty Boeing và mang lại cho tới 40% lợi nhuận. Boeing cho biết là công ty đang phải cử một nhóm kỹ thuật đến ngay tại hiện trường của vụ tai nạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo chỉ thị của cơ quan điều tra tai nạn Ethiopia và Ủy ban An toàn giao thông của quốc gia của nước Mỹ, thưa quý vị. Và hiện nay, ngoài những nước mà họ đang không cho sử dụng loại chiếc máy bay này, thưa quý vị, trong đó đang có những nước mà Lê Ngọc đang thấy là China, Trung Cộng, Singapore, Indonesia, Ethiopia tạm ngưng cho sử dụng loại máy bay Boeing 737 MAX 8 hoạt động. Và tiếp tục thì thưa quý vị, nước Úc cũng vừa mới lên tiếng họ sẽ tạm ngưng. Trong khi đó thì Na Uy, Iceland và Hoa Kỳ cho biết thì họ vẫn tiếp tục sử dụng loại kiểu máy bay 737 MAX 8. Và từ Boeing thì thưa quý vị, họ đã lên tiếng như thế nào? Ngay trong ngày hôm qua, một thông báo với các hãng hàng không loại máy bay 737 MAX 8 của Boeing thì Hoa Kỳ vẫn lên tiếng và cho rằng vẫn an toàn để mà thực hiện những chuyến bay này. Một lần nữa, Trung Quốc, Indonesia họ đã ngưng toàn bộ đội bay 737 MAX 8 sau khi xảy ra vụ tai nạn liên quan tới Ethiopian Airlines. Theo hãng Reuters thì hành động này đã góp phần làm giảm cổ phiếu của Boeing sụt giảm. Và trong cuối ngày hôm qua, cơ quan hàng không liên bang của nước Mỹ, tức là FAA, đã ra ngay một thông báo trấn an những công ty sử dụng loại máy bay 737 MAX 8 là loại máy bay này vẫn an toàn để sử dụng, để bay. Cơ quan FAA cũng cho biết là họ đang thu thập dữ liệu cũng như liên lạc với những cơ quan hàng không dân dụng quốc tế và sẽ cùng hành động ngay nếu phát hiện bất
kỳ một vấn đề an toàn nào. Nhiều hãng hàng không lớn từ Bắc Mỹ cho tới Trung Đông vẫn tiếp tục sử dụng 737 MAX 8. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ, đó là bà Dianne Feinstein, đã lên tiếng thúc giục cơ quan FAA yêu cầu ngừng sử dụng những đội bay 737 MAX 8 của Boeing cho tới khi nào mà Boeing tìm ra được nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như phải bảo đảm rằng những nguy cơ tương tự không tồn tại trong những đội bay ngay tại Mỹ. Nếu mà quý vị thính giả nào đi travel mà hay sử dụng Southwest Airlines, thì Southwest Airlines, hãng hàng không này sở hữu 737 MAX 8 nhiều nhất, thưa quý vị, cho hay họ vẫn tin tưởng vào sự an toàn của tất cả những chiếc máy bay do công ty Boeing sản xuất, trong cái bối cảnh là nhận được rất nhiều yêu cầu phải xác minh, thưa quý vị, của khách hàng xem thật sự liệu những chuyến bay của Southwest Airlines có sử dụng 737 MAX 8 hay không và vẫn còn được an toàn để mà sử dụng. Đó là những tin tức liên quan đến công ty Boeing 737 MAX 8 sau khi mà trong một thời gian rất ngắn, Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, chưa đầy 5 tháng mà đã có hai tai nạn xảy ra với loại 737 MAX 8 trong một cái thời tiết rất là tốt đẹp. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Và Lê Ngọc cũng đã có nhà báo Đào Trường Phúc. Lê Ngọc xin chào anh Phúc. Dạ, kính chào quý khán giả, chào cô Lê Ngọc. Dạ, thưa vâng, và để nhanh chóng bước vào bản tin trong ngày hôm nay, thưa với anh, trong ngày hôm qua, một cái tin rất là sốc từ tòa án của Malaysia về vụ án của Kim Jong Nam, thưa với lại anh, một cái điều mà làm cho Đoàn Thị Hương ở cô này đã rất là sốc sau khi nghi phạm của Indonesia, thưa với lại anh Phúc, đó là cô Siti Aisyah, 26 tuổi, trong ngày hôm qua đã được tòa án ở Malaysia rút lại cáo buộc giết người và phóng thích. Và cái hình ảnh mà Lê Ngọc thấy là cô Asia này tươi cười với một cái nụ cười rất là rạng rỡ đã bước ra khỏi tòa án sau cái cuộc họp báo ở tại Jakarta trong ngày hôm qua nữa. Thì anh Phúc nghĩ như thế nào về cái vụ án của Kim Jong Nam để có thể tường trình đến cho quý vị thính giả? Và khi mà nữ nghi phạm Indonesia được tòa án Malaysia trả tự do, thì còn Đoàn Thị Hương, nữ nghi phạm của Việt Nam, có một cái hy vọng gì hay không, thưa anh? Dạ, thưa quý khán giả, chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay với bản tin từ Malaysia. Bản tin đó là ngày hôm qua, tòa án ở Malaysia đã quyết định là hủy cáo trạng đối với nữ nghi phạm Siti Aisyah. Đó là một nữ nghi phạm 25 tuổi người Indonesia ở trong vụ án ông Kim Jong Nam bị giết cách đây 2 năm. Nghi phạm thứ hai là cô Đoàn Thị Hương, 29 tuổi là người Việt Nam, thì vẫn còn bị giam giữ và sẽ phải ra tòa lần tiếp theo vào ngày thứ năm, tức là 2 ngày nữa. Và như cô Lệ Ngọc vừa tường trình với quý khán giả thì các bản tin thông tấn quốc tế đều ghi nhận là cô Asia rất là vui mừng, không ngờ là được phóng thích vào ngày hôm qua, trong khi cô Đoàn Thị Hương thì bị chấn động rất nặng khi mà nghe phán quyết của tòa. Như vậy thì chúng ta trở lại với vấn đề từ đầu của vụ án này, và để chúng ta xem là có hy vọng gì cho nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương, người Việt Nam hay không. Chúng ta biết là cái chuyện mà về vụ án của Kim Jong Nam là một chuyện xảy ra cách đây 2 năm và liên quan rất là chặt chẽ đến Bắc Hàn, tức là chế độ Cộng sản ở Bắc Triều Tiên. Và người ta đặt ra rất nhiều nghi vấn về vụ án này, nhưng mà cho đến giờ phút này thì các nghi phạm chính thì lại vẫn đang tại đảo, tức là đang trốn tránh mà chưa bắt được. Và hai nghi phạm bị bắt thì là hai
phụ nữ. Và như quý vị đã thấy, một trong hai phụ nữ đó ngày hôm qua là vừa mới được hủy cả cáo buộc, cáo trạng là cáo trạng về tội sát nhân. Và tội sát nhân theo luật pháp của Malaysia thì sẽ đưa đến án tử hình. Thì chúng ta xem là cái vụ án này như vậy thì tức là nó bắt nguồn ra làm sao. Trước hết là chúng ta phải hiểu Kim Jong Nam là ai, thì tức là chắc quý thính giả cũng đã biết rõ rồi, chúng tôi chỉ xin lược thuật lại vắn tắt mà thôi. Kim Jong Nam 45 tuổi, là người anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un, là nhà lãnh tụ độc tài của Bắc Hàn hiện nay. Kim Jong Nam từng được coi là một nhà lãnh đạo tương lai của đất nước Bắc Hàn. Ông ta bị cô lập. Ông ta hầu như là sau khi người cha, tức là lãnh tụ quá cố là Kim Jong Il qua đời đó, thì có một cuộc tranh giành quyền lực ở trong nội bộ của Bắc Hàn, và Kim Jong Un được đưa lên nắm quyền và Kim Jong Nam bị thất sủng. Thì ông Kim Jong Nam gần như là xa cách luôn gia đình, và ông cũng xa cách luôn đất nước. Hầu hết cuộc sống của ông là ông sống ở nước ngoài, ông sống ở Macau, ở Trung Hoa lục địa, ở Singapore. Người ta ghi nhận là ông Kim Jong Nam trước đây đã từng lên tiếng chống lại cái chế độ mà ông gọi thẳng là gia đình trị của chính gia đình của ông đối với dân chúng Bắc Hàn. Có một cuốn sách năm 2012, ông Kim Jong Nam được nhắc đến trong này, và người ta trích lời của ông ấy nói rằng là Kim Jong Un là lãnh tụ hiện tại của Bắc Hàn là một kẻ thiếu phẩm chất lãnh đạo. Thành ra người ta có thể kết luận là Kim Jong Nam chính là đối thủ của Kim Jong Un. Thì khi mà một người trở thành đối thủ của Kim Jong Un, một lãnh tụ độc tài cộng sản, thì quý thính giả biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Họ hàng ruột thịt của Kim Jong Un đã từng bị xử tử ở ngay trong đất nước. Thì cái chuyện mà Kim Jong Un thủ tiêu Kim Jong Nam là một chuyện không có gì gây ngạc nhiên cho ai cả. Vậy thì vụ án Kim Jong Nam diễn ra như thế nào? Là ngày 13 tháng 2 năm 2017, thì ông Kim Jong Nam đang chờ chuyến bay từ phi trường Kuala Lumpur của Mã Lai bay qua Macau. Thì ở phi trường có hai phụ nữ tiến đến gần ông ta trong cái khu vực chờ đợi của hành khách. Thì đài truyền hình CCTV của Malaysia có quay được một đoạn phim cho thấy là một trong hai phụ nữ này đặt tay lên mặt ông Kim Jong Nam, rồi cả hai phụ nữ rời khỏi chỗ đó. Thì khi mà ông Kim Jong Nam bị sờ vào mặt thì ông ta té ra, và ông lập tức là các nhân viên phi trường và những người đi cùng với ông ta đưa ngay ông ta đến bệnh viện. Nhưng mà chưa đến bệnh viện thì ông ta đã chết trên đường rồi. Lý do chết là vì ông ta bị tiếp xúc với một chất độc thần kinh. Cái chất độc đó được gọi là VX. Đó là một trong những chất độc nguy hiểm nhất trong tất cả những chất độc hóa học mà người ta biết đến hiện nay. Thành ra cái chết được ghi nhận ngay sau đó là chết vì chất độc hóa học VX. Lúc mà chuyện đã xảy ra thì cái cảnh quay của đài truyền hình không có ghi nhận được, nhưng mà nhiều nhân chứng đã cho biết rằng có bốn người đàn ông đã lập tức rời khỏi phi trường cùng trong lúc đó. Thì những người đàn ông này được mô tả là người của Bắc Hàn. Bốn người đàn ông này trốn ngay ra khỏi phi trường và sau đó trốn luôn khỏi Malaysia sau ngày đó, và được coi như là bốn nghi phạm của vụ án. Bốn người này thì ở ngoài vòng pháp luật, mà Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, đã có lệnh truy nã, và truy nã ở cấp độ cao nhất, tức là yêu cầu tất cả các cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế giúp đỡ để mà bắt bốn người mà tình nghi là từ Bắc Hàn này. Còn hai phụ nữ bị bắt, chúng ta biết là cô Asiati và cô Đoàn Thị Hương,
Thì hai người đó đều nói rằng họ khi mà cảnh sát bắt thì họ đều nói là họ là nạn nhân của một âm mưu. Một âm mưu thôi, lúc đó họ mới nói là họ biết là họ là nạn nhân của một âm mưu. Còn các luật sư của hai người này khai trước tòa đó là những ngày trước khi cái vụ đó xảy ra thì hai phụ nữ này được trả tiền để dự một trò chơi. Họ nói là một trò chơi tức là bôi chất lỏng, nước, bột gì đó vân vân vào người của hành khách ở sân bay, ở khách sạn, ở shopping mall, tức là trả tiền để mà họ làm những trò nghịch ngợm như vậy. Nhưng mà họ chỉ nghĩ rằng là khi mà họ đến sân bay và bảo rằng là cái người đàn ông đó đó bôi chất lỏng vào người ông ta đó thì cũng chỉ là một trò đùa chơi nghịch ngợm mà thôi, nhưng không biết rằng đó là một âm mưu để mà mưu sát ông Kim Jong Nam. Đó là cái chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm. Thì chúng ta biết là hiện nay thì cô Aisha thì đã được đưa về Indonesia. Cô ta là một phụ nữ của đất nước Hồi giáo Indonesia. Còn cô Đoàn Thị Hương thì gia đình của cô là ở Nam Định, ở Việt Nam. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Voa có phỏng vấn ông bố của cô Đoàn Thị Hương là ông Đoàn Văn Thạnh. Thì ở gia đình ở Việt Nam đã nghe tin là cô Aisha được trả tự do rồi, trong khi cô Hương thì vẫn bị giam và 2 ngày nữa lại phải ra tòa. Thì bây giờ là gia đình ông thân phụ của cô Hương chỉ nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là ông trông đợi, ông hy vọng là ông mừng cho cái người mà được thả và ông mong là con ông sẽ được cũng được thả ra như vậy. Và ông cũng nói là ông trông đợi ở chính phủ, tức là chính phủ Cộng sản Việt Nam. Là ông Thạnh nói với Đài Voa là mình muốn là ở cấp nhà nước, Bộ Ngoại giao giúp đỡ cho cháu, tức là cô Đoàn Thị Hương. Ông cũng nói thêm là lâu nay, gần đây là không có bất cứ một liên lạc gì từ phía nhà nước đối với gia đình ông. Tức là nhà nước không hề liên lạc gì đối với gia đình ông về vụ án của con gái ông. Và gia đình ông cũng chưa có nghĩ đến chuyện là lên Hà Nội trong những ngày sắp tới để mà tiếp xúc với lại các nhân viên của Bộ Ngoại giao để hỏi thăm về vụ này. Đó là lời của ông thân phụ của cô Hương nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Có một số người quen biết, một số người thân và một số nhân viên thiện nguyện, họ làm việc tích cực ở trên mạng xã hội. Họ lập thành một nhóm để mà cố gắng tìm cách vận động để trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương. Và những người này họ liên lạc với nhau qua mạng xã hội và họ cũng trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong đó thì có bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, bà trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm qua. Bà nói rằng là nhóm của bà là vẫn đang cố gắng liên lạc nhưng mà trở ngại về nhiều mặt. Và quý thính giả nên lưu ý ở điểm này, tức là khi bà Hoàng Ánh trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm qua thì bà nói rằng là hồi năm 2017, tức là ngay sau khi vụ ám sát ông Kim Jong-un xảy ra, ông Kim Jong-nam xảy ra, thì nhóm mà vận động trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương có tiếp xúc được với ông Đoàn Văn Thạnh là thân phụ của cô Đoàn Thị Hương ở Việt Nam. Và cái hồi đó, lúc là ngay sau khi vụ án mạng xảy ra thì nhóm này được ông Đoàn Văn Thạnh là thân nhân ruột thịt của cô Đoàn Thị Hương ở Nam Định nói lại với họ rằng đại sứ quán ở Việt Nam, tức là chúng ta phải hiểu là tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Malaysia đã gọi điện thoại cảnh báo ông Đoàn Văn Thạnh là không nên đi dự phiên tòa đầu tiên. Phiên tòa đầu tiên khi mà sau khi vụ án mạng xảy ra thì tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam gọi điện thoại cảnh báo ông Đoàn Văn Thạnh là cha ruột của cô Đoàn Thị Hương không nên đi dự phiên tòa vì ông có thể bị nguy hiểm đến tánh mạng. Kể từ lúc đó thì gia đình của cô Đoàn Thị Hương sợ hãi, tránh né, không dám liên lạc lại với nhóm của bà Hoàng Ánh. Vì vậy mà sự liên lạc khó khăn. Những
điều này cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh của vấn đề lắm, và chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau là chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng vụ án đưa ra xử hồi tháng 8 năm ngoái, sau đó được hoãn cho đến tháng 3 năm nay và vừa mới có kết quả phiên xử ngày hôm qua. Thì chúng ta nói đến cô Aisha là người mà đã may mắn được công tố viện của Malaysia yêu cầu hủy bỏ cáo buộc sát nhân. Đó, thì cô Siti Aisha được công tố viên. Công tố viên mà yêu cầu hủy bỏ cáo buộc giết người thì đó là một điều rất là may mắn. Và chánh án đã phê chuẩn lời yêu cầu của công tố viên và nói rằng là cô Siti Aisha được trả tự do. Được trả tự do không có nghĩa là tòa án phán quyết tha bổng cho cô. Đó là lời ghi nhận của bản tin Pháp Tấn Xã. Tức là không phải tha bổng nhưng mà hủy bỏ cáo buộc sát nhân đối với bị cáo Siti Aisha, không nêu lý do gì cả và cô đó được trả tự do. Thì những tin tức của tất cả các hãng thông tấn đều ghi nhận là chính là chính phủ Indonesia, tức là chính phủ của cô Aisha, cho biết là việc mà tòa án Mã Lai thả cô Siti Aisha là kết quả của một việc vận động hành lang liên tục và vận động ở cấp cao. Thì tờ báo Guardian của Anh có ghi nhận là Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo, sắp tới là chúng ta sẽ biết là tháng sau chúng ta sẽ nghe nhắc đến ông Joko Widodo bởi vì cuộc bầu cử Tổng thống sẽ bắt đầu diễn ra tại Indonesia. Thì ông Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã can thiệp rất tích cực với Thủ tướng Malaysia là ông Mahathir. Hồi năm ngoái là hai người đã gặp nhau một lần trong một cuộc hội nghị và nhắc đến vụ án ông Kim Jong Nam. Rồi mới đây một lần nữa thì ông Tổng thống Indonesia lại gặp ông cảnh sát trưởng Tommy Thomas của Malaysia và gặp ông Tổng trưởng lý Mahathir của Malaysia một lần nữa để can thiệp cho cô Siti Aisha. Và cuối cùng chúng ta đã thấy là những sự can thiệp này đưa đến việc cô Siti Aisha được hủy bỏ cáo buộc sát nhân bởi công tố viện Malaysia và được tòa án tuyên bố là trả tự do cho cô. Đó là một sự can thiệp mà được xác nhận rõ ràng bởi chính phủ Indonesia là can thiệp tích cực để mà trả tự do, để mà hủy bỏ cái cáo buộc sát nhân đối với cô này. Trong khi đó thì như chúng ta đã thấy tin tức từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ngay đến những nhóm can thiệp với lại chính phủ Malaysia để tìm cách gỡ cho cô Đoàn Thị Hương đã gặp những khó khăn, trở ngại, không liên lạc được với thân nhân. Bởi vì những thân nhân của cô Đoàn Thị Hương bị hăm dọa, và bị hăm dọa bởi ai? Bởi Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Malaysia. Thì người ta không thể nào không liên tưởng đến một sự liên lạc giữa Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Malaysia với Tòa Đại sứ Bắc Hàn. Tức là có thể Cộng sản Bắc Hàn đã có liên lạc và đã có gây áp lực đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và do đó cho nên mới có sự thuyết phục của Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam là những thân nhân của cô Đoàn Thị Hương không đến dự phiên tòa và hăm dọa tính mạng của những thân nhân đó. Và như vậy thì chúng ta hiểu là gì? Chẳng những là không có một sự vận động can thiệp ngoại giao ở cấp cao giống như là Indonesia vận động với chính phủ Malaysia cho cô Aisha, mà ngược lại là còn có những áp lực từ phía Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam đối với gia đình, thân nhân, ruột thịt của bị can Đoàn Thị Hương. Thì chúng ta cảm thấy là những áp lực có thể từ phía Bắc Hàn đó hiện giờ đang có đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam và đối với
gia đình thân nhân ruột thịt của cô Đoàn Thị Hương. Điều này cho chúng ta thấy một cảm giác rất là đau lòng. Dĩ nhiên quý thính giả cũng thấy rõ ràng có thể vì một áp lực chính trị nào đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể hy sinh một công dân của chính mình. Và cô Đoàn Thị Hương có thể trở thành một nạn nhân vô tội nhưng mà bị khép vào vụ án này và có thể lãnh một bản án. Chúng ta trở lại với nội dung của vụ án là để chúng ta biết là cô Đoàn Thị Hương có thể có hy vọng gì hay không. Thì chúng ta có thể ghi nhận là khi mà ông chánh án Azmi Arifin đình cái bản phiên xử từ ngày 16 tháng 8 năm ngoái, lùi lại cho đến năm nay và mới ra phiên xử, thì ông đã nghe lời biện hộ của các luật sư. Hồi 16 tháng 8 năm ngoái thì các luật sư cả phía của cô Aisha và cô Đoàn Thị Hương đều đưa ra những lời biện hộ. Mà theo như chúng ta coi lại những bản tin thì chúng ta thấy là những lời biện hộ này có tính cách rất là thuyết phục. Tức là các luật sư nói rằng rõ ràng là vụ án này có động cơ chính trị và có những nghi phạm liên quan đến tòa đại sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur ở Malaysia. Và điều đó cho thấy là những người phụ nữ, hai người bị bắt đó có thể là đã bị lợi dụng, chỉ là nạn nhân mà thôi. Ông luật sư Gu Song Seng là luật sư của cô City Asia có thể nói là ông cố gắng hết sức để ông đưa ra những bằng chứng, chống lại những bằng chứng của phía công tố. Ông nói rằng có tất cả 38 nhân chứng trong vụ này được lần lượt tòa án gọi ra làm chứng. Thì ông luật sư đó có đặt một câu hỏi làm thế nào mà có cùng một âm mưu giữa những người bị buộc tội và bốn người kia, trong khi cả bốn người kia trốn thoát hết, có hai người phụ nữ này bị đưa ra tòa mà thôi. Và các bằng chứng mà công tố viện đưa ra để mà buộc tội hai người phụ nữ này dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào một camera, một cái máy chụp hình, một đoạn phim và dựa vào cái hoạt chất của chất độc VX ở trên chiếc áo mà cô Asia đang mặc. Đoạn phim quay cho thấy là hai người phụ nữ sau khi cái vụ tiếp xúc với ông Kim Jong Nam xảy ra thì hai người phụ nữ này đều đi vào phòng toilet, phòng tắm của phi trường. Thì công tố viên cho rằng đó là một hành động cố ý, tức là bôi chất độc lên người nạn nhân, sau đó thì đi rửa tay để mà tránh chất độc. Đó là lập luận của công tố viên. Thì luật sư có đưa ra nói rằng những bằng chứng đó không hề cho thấy rõ ràng là cô City Asia đang bôi chất độc đó vào mặt của ông Kim Jong Nam. Chỉ cho thấy một người giống như vậy thôi. Và DNA của cô Asia cũng không hề thấy trên chiếc áo mà cảnh sát bắt được. Thì điều này có lợi cho cô Asia nhiều trong những lý luận biện hộ đó, và cũng lợi luôn cho cái việc vận động giữa chính phủ Indonesia và chính phủ Malaysia. Tuy nhiên chúng ta thấy là những lập luận đó bất lợi đối với cô Đoàn Thị Hương. Luật sư của cô Đoàn Thị Hương có trả lời cuộc phỏng vấn của đài BBC sau khi cái vụ án hồi tháng 8 năm ngoái đó. Thì ông luật sư Hisham Tekpotek, ông Tekpotek này nói rằng là chúng tôi có đưa ra lập luận trước tòa là những kẻ sát nhân thực sự là ai, chính là bốn người Bắc Hàn mà đang tại đảo. Thì ông có đưa ra thêm lập luận là trước ngày 13 tháng 2 năm 2017 là cô Đoàn Thị Hương đã nhận tiền để mà thực hiện một số vụ trêu chọc ở Hà Nội, ở Kuala Lumpur, tức là cùng với một số người mà được trả tiền để mà trêu ghẹo, bôi chất lỏng, đổ chất lỏng lên người các hành khách hay là các người đi dạo ở trong shopping mall, ở các phi trường vân vân. Thì ông luật sư đó cũng đưa ra thêm một cái yếu tố nữa là cái chuyện đó xảy ra sau cái ngày 13 tháng 2 năm 2017 thì cô Đoàn Thị Hương trở lại sân bay Kuala Lumpur hai ngày sau đó. Và ông lý luận là nếu mà là một sát thủ, nếu biết là mình cố tình
được đào tạo để mà dùng vũ khí hóa học để giết người đó, thì một người bình thường có quay trở lại nơi xảy ra hành vi phạm tội hay không? Chắc chắn là không. Họ phải chạy trốn. Nhưng mà cô này đã không chạy trốn, cô đã trở lại sân bay. Cô cũng không hề vứt bỏ chiếc áo mà cô mặc khi mà cô làm cái chuyện trêu ghẹo người ta ở phi trường theo lời khai của cô. Và cái chất độc VX cũng không được tìm thấy ở trên móng tay của cô Đoàn Thị Hương, cũng như là chiếc áo của cô mặc. Điều đó cho thấy, theo lời luật sư, thì điều đó cho thấy là cô ấy không hề biết là có cái hóa chất chất độc đó ở trên người của cô ấy, mà cô ấy chỉ biết là có những chất lỏng, những chất mà người trả tiền cho cô ấy, đưa cho cô ấy để thực hiện những trò chơi chọc ghẹo người ta mà thôi. Thì chúng ta thấy là sau khi mà các luật sư biện hộ đưa ra những lý luận như vậy, thì ông chánh án Asmi Arifin, ông có nói một câu rất là quan trọng. Ông chánh án Arifin nói rằng là ông không thể loại trừ giả thuyết về một vụ ám sát chính trị, nhưng không có bằng chứng cụ thể để ủng hộ giả thuyết ám sát chính trị. Tức là mọi người hầu như đều thấy rằng cái chuyện mà Kim Jong Nam bị chết ở phi trường là một vụ ám sát chính trị, mà thủ phạm chỉ huy điều hành ám sát chính trị này không ai khác hơn chính là Kim Jong Un, là lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn. Nhưng mà những bằng chứng để mà thuyết phục dư luận và về mặt pháp lý thì thuyết phục tòa án là đây là một vụ ám sát có động cơ chính trị, những bằng chứng đó không đủ, và những bằng chứng đó vẫn có tính cách là quy trách cho hai người phụ nữ. Và bây giờ chúng ta thấy là một trong hai người phụ nữ đó đã được hủy bỏ cáo trạng sát nhân, thì chúng ta chỉ có thể mong đợi, hy vọng mà thôi, là hai ngày nữa chúng ta sẽ có được một tin vui về cô Đoàn Thị Hương. Hy vọng là với ánh sáng của công lý thì tòa án có thể thấy rằng cô Đoàn Thị Hương cũng như là cô Aisyara chỉ là nạn nhân của một âm mưu chính trị, và hy vọng là tòa án dựa trên những bằng chứng mà các luật sư đưa ra để đối chất với lại các bằng chứng của công tố viên thì sẽ trả tự do, sẽ tha tội cáo trạng sát nhân cho cô Đoàn Thị Hương và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương. Chúng ta hy vọng ở ánh sáng của công lý, chứ chúng ta không thể hy vọng ở sự can thiệp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với chính phủ Malaysia trong vụ án này. Chúng tôi xin trở lại với cô Lê Ngọc. Dạ vâng, cảm ơn anh Phúc đã vừa mới cập nhật về những gì đang xảy ra trong cái vụ án của Kim Jong Nam cho quý vị thính giả. Và như vậy thì Lê Ngọc đang nhìn qua cái tình hình của Venezuela, vì cũng có rất là nhiều tin tức, mà những cái tin tức này đều là những tin tức xấu tệ hại về tình hình của Venezuela, và đặc biệt là cái vụ cúp điện ảnh hưởng đến đời sống của người dân Venezuela rất là nhiều, thưa với anh, vì hiện nay Venezuela đang chìm trong một cái sự bóng tối, và ngay cả họ nói đến những hoạt động của những bác sĩ, họ cũng phải dùng đèn pin để mà đi phẫu thuật. Rồi đất nước này đang chìm hoàn toàn trong cái bóng tối, mà trong rất là nhiều ngày liên tiếp, rồi trong cái bối cảnh mà nào là nhiên liệu, lương thực thì đang dần cạn kiệt. Thì cái tình hình này anh nghĩ như thế nào về cả vấn đề chính trị, cái khủng hoảng ở Venezuela, thưa với lại anh Phúc? Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta bước sang tình hình của Venezuela ở quốc gia Nam Mỹ, mà tình hình này thì liên quan chặt chẽ đến Hoa Kỳ, bởi vì rõ ràng là chính phủ đương nhiệm của Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro, từ trước đến giờ vẫn không có vui vẻ gì với chính phủ Hoa Kỳ. Và khi mà bắt đầu xảy ra những biến động chính trị tại Venezuela thì ông Maduro liên tiếp là cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đứng đằng sau những biến động chính trị đó, chống lại ông, âm mưu đảo chính ông, vân vân. Và bây giờ đến cái chuyện quan trọng nhất, những ngày gần đây nhất là tình hình Venezuela trở thành quá tệ hại, thì ông Maduro cũng vẫn tiếp tục cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ và một số các nhân vật chính trị
các chính khách của Hoa Kỳ đứng đằng sau những gì đang xảy ra trên đất nước của ông. Thì chúng ta thấy là một đất nước như Venezuela vốn là một đất nước có trữ lượng dầu hỏa, có xuất cảng dầu hỏa, đáng lẽ là một đất nước cường thịnh, tốt đẹp, vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Hugo Chavez, Tổng thống trước Tổng thống Maduro đã đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa và chỉ trong vòng 20 năm thôi đã đưa một đất nước Venezuela từ giàu có, phồn thịnh, tụt xuống trở thành một đất nước nghèo khổ, dân chúng không có đủ ăn, không có đủ mặc, không có thuốc men để chữa bệnh và hơn 3 triệu người phải rời bỏ đất nước ra đi. Chúng ta biết là Venezuela có 23 tiểu bang. Thì bây giờ chúng ta ở Mỹ mà chúng ta nghe nói đến chuyện cúp điện, mất điện, không có điện để hoạt động ở mọi nơi, ở trong nhiều tiểu bang, chúng ta không thể tưởng tượng được làm sao có một chuyện như vậy xảy ra. Nhưng mà chuyện đó đang xảy ra ở trên đất nước Venezuela. 15 trong số 23 tiểu bang Venezuela không có điện để sinh hoạt. Và các trường học, rồi bây giờ các doanh nghiệp của Venezuela đã phải đóng cửa. Vụ mất điện bắt đầu từ bao giờ? Bắt đầu từ ngày thứ 5, 7 tháng 3. Hôm nay chúng ta là ngày thứ 2, 11 tháng 3, tức là 5 ngày liên tiếp. 15 trong số 23 tiểu bang bị cúp điện. Và phe đối lập của chính phủ Maduro đã đưa ra con số cho biết là vì cúp điện như vậy mà ít nhất đã có 17 người chết oan. Trong đó có nhiều em bé ở trong các bệnh viện nhi khoa đã chết chỉ vì là không có điện để mà hoạt động, để bệnh viện, để các bác sĩ chữa chạy cho các em. Những người dân ở quá nhiều khu vực ở Venezuela vốn đã khổ trước khi xảy ra vụ mất điện này. Họ đã khổ sở vì đời sống thiếu thốn, lương thực, thuốc men. Bây giờ họ lại càng phải vật lộn với cuộc sống. Và quý vị tưởng tượng là một cuộc sống ở Venezuela hiện nay là một cuộc sống không có điện thoại, không có internet, không có ngân hàng, không có máy ATM để rút tiền, không nấu được nồi cơm điện, không có máy điều hòa không khí. Những điều đó đang xảy ra trên đất nước Venezuela. Và đối với những người mà càng là dân nghèo bao nhiêu, càng khổ sở bấy nhiêu. Thì truyền hình nhà nước hôm thứ Sáu tuần rồi thì có nói là điện đã được khôi phục lại ở một số nơi. Và một số nơi đó là ở đâu? Chỉ ở thủ đô Caracas mà thôi. Nhưng mà thật sự là các tiểu bang khác và ở ngay những vùng còn lại của thủ đô Caracas vẫn không có điện như thường. Vậy thì câu hỏi tiếp được đặt ra là tại sao lại xảy ra chuyện cúp điện đến như vậy? Câu trả lời là cái nhà máy điện ở cái đập Guri là đập nước chính, là đập thủy điện chính, là bị hư hỏng. Và từ cái nhà máy điện ở Guri này đã ảnh hưởng tới mạng lưới điện thoại, rồi sau đó là ảnh hưởng đến những sinh hoạt khác, cho đến lúc mà ảnh hưởng đến hệ thống xe điện ngầm ở thủ đô Caracas thì sinh hoạt của tất cả mọi người hầu như là bị ngưng trệ vì cúp điện và bắt đầu sinh ra những chuyện càng lúc càng rắc rối. Thì chúng ta hiểu là Venezuela là một đất nước có trữ lượng dầu hỏa để xuất cảng, nhưng mà lại không dựa vào cái trữ lượng dầu hỏa đó để mà đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho người dân trong nước, mà lại dựa vào hệ thống cơ sở hạ tầng, tức là hệ thống thủy điện để mà cấp điện cho dân sử dụng. Và hàng mấy chục năm nay, hệ thống điện ở cái đập thủy điện Guri vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng mà càng lúc càng thiếu đầu tư để mà bảo trì cái hệ thống thủy điện đó, cho nên các đập ở vùng Guri đó càng lúc càng bị hư hại. Và không phải là lần đầu tiên mà xảy ra vụ cúp điện, nhưng mà có những vụ cúp điện lẻ tẻ xảy ra hoài, đến bây giờ mới xảy ra một vụ cúp điện lớn đến độ ảnh hưởng mười mấy tiểu bang ở trên đất nước Venezuela.
Đó là lý do mà lãnh tụ đối lập Juan Guaido đã nói rằng là nguyên nhân của vụ cúp điện gần như trên cả đất nước Venezuela này là do sự quản trị tồi tệ của chính quyền Nicolas Maduro. Và điều đó là một điều mà đã được thực tế chứng minh là đúng. Bây giờ chúng ta thấy là ở Venezuela các bản tin của các hãng thông tấn, và nhất là chúng ta thấy những bản phóng sự của đài BBC chẳng hạn, cho chúng ta thấy là tình trạng là như ở trong các siêu thị bây giờ đó, người dân muốn đi chợ mua thức ăn không mua được. Vì sao? Vì máy tính tiền không chạy, cái máy để mà rút tiền ATM cũng không hoạt động. Nhân viên siêu thị trả lời cho người mua hàng là họ chỉ nhận đô la Mỹ mà thôi. Và người dân đi chợ mà không trả tiền không được nhận. Họ nói với đài BBC là chúng tôi đâu có dùng đô la Mỹ, chúng tôi đi làm cũng không có được trả lương bằng đô la Mỹ, chúng tôi được trả bằng tiền Bolivar, mà bây giờ chúng tôi đi chợ thì chợ không có nhận tiền đó mà đòi đô la Mỹ. Chúng tôi làm sao để mà có thức ăn cho con cái chúng tôi? Chúng tôi không muốn cướp phá các cửa hàng, nhưng mà chúng tôi không ai muốn gì cả, chúng tôi chỉ muốn có đồ ăn thôi, nhưng mà không được. Ở các bệnh viện thì cũng vậy, một nữ y tá có trả lời của phỏng vấn của đài BBC cho biết là cô thấy rõ, cô chứng kiến tại chỗ hai vụ trẻ sơ sinh và trẻ em chết là vì các máy không có hoạt động. Rồi đến khi mà máy hoạt động để mà viện trợ hô hấp cho các em thì lúc đó là đã trễ rồi, có hai em đã chết. Tổng cộng là lực lượng đối lập cho biết là đã có 17 người chết trong tình trạng như vậy. Và có những người chết rồi mà theo như cuộc phỏng vấn của đài BBC, người chết rồi cũng không được yên nghỉ, không được đem đi chôn, bởi vì ngay cả bệnh viện và ngay cả nhà xác cũng mất điện. Một bà mẹ không được đem xác của con đi kiếm một nhà quan để mà chôn cất. Rồi cuối cùng gần đây nhất là chúng ta thấy là gì? Các vụ cướp bóc, các vụ đập phá cửa hàng để hôi của đã xảy ra. Hàng chục người dân đã bị cảnh sát bắt để nằm ở ngoài đường. Quý thính giả coi truyền hình sẽ thấy những hình ảnh những người cướp bóc hôi của bị bắt nằm ở trên đường, trong khi phụ nữ, trẻ con gây gổ với lại lực lượng an ninh cảnh sát của nhà nước. Tất cả bây giờ trở thành hỗn loạn, và chuyện hỗn loạn đó ngày hôm qua đã đưa tới một quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Quyết định đó là chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ thị cho các nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ và gia đình của họ, còn lại bao nhiêu người, hãy rời khỏi Venezuela nội trong tuần này. Quý thính giả hiểu là khi mà các nhân viên ngoại giao ở một đất nước nào đó được chỉ thị rời khỏi đất nước đó thì có nghĩa là thế nào cũng có những biến động chính trị ghê gớm xảy ra trên đất nước đó. Và chiều hôm qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ đã viết chỉ thị thông báo chính thức ở trên mạng xã hội, cho biết là sẽ rút tất cả những nhân viên ngoại giao còn lại của Hoa Kỳ khỏi đất nước Venezuela nội trong tuần này. Như vậy thì tình hình đã đến lúc nguy ngập rồi. Và trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có những biện pháp chế tài kinh tế đối với chính phủ Venezuela để tạo áp lực buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức, phải tổ chức lại cuộc bầu cử trên toàn quốc để mà thiết lập một thể chế dân chủ, để mà tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra trên đất nước Venezuela. Đó cũng là lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, nhưng mà chưa biết là lời kêu gọi đó có được đáp ứng hay không. Cho đến giờ phút này, Tổng thống Nicolas Maduro vẫn ngoan cố bám lấy quyền lực, chưa muốn buông thả quyền lực của ông. Và quân đội của Venezuela cho đến giờ này vẫn được mô tả là trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro. Nhưng có thật như vậy hay không? Hay là một thành phần của quân đội đã bắt đầu chuyển hướng
để đi theo phía đối lập. Thành ra biến động chính trị trong những ngày sắp tới tại Venezuela diễn ra như thế nào, chúng ta chờ đợi để xem. Chúng ta hy vọng là sẽ không có đổ máu, sẽ không có những cảnh bạo loạn đưa đến chết người. Nhưng mà chỉ riêng tình trạng mất điện mà xảy ra ở trên mười mấy tiểu bang của Venezuela thì cho thấy rằng tình hình đã nguy ngập đến mức này. Và nếu không có một giải pháp để mà vãn hồi trật tự, để mà thiết lập lại một cơ chế điều hành đất nước Venezuela, thì người ta không thể đoán được những hậu quả khủng khiếp nào có thể sẽ xảy ra.